Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số hình ảnh về cuộc triển lãm tranh Việt Nam Anh Hùng. Việt Tôn triển lãm tranh Việt Nam Anh Hùng. Vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011, tại trường Đại học Cộng đồng Nova Community College thuộc thành phố Annandale, tiểu bang Virginia, nhóm Việt Tôn đã tổ chức cuộc triển lãm và họp báo với chủ đề Việt Nam Anh Hùng, hơn 60 tác phẩm về các anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, An Dương Vương được trưng bày trang trọng bên trong khuôn viên Ernst Community Cultural Center. Được biết, nhóm Việt Tôn là những người yêu thích lịch sử Việt Nam, yêu thích các câu chuyện cổ tích, dân gian trong kho tàng văn học Việt Nam, yêu thích truyện tranh và hơn hết, yêu thích và quan tâm đến trẻ em Việt Nam. Họ gồm những chuyên gia trong ngành kỹ thuật, thiết kế và xây dựng web, những thầy cô giáo giảng dạy tiếng Việt và lịch sử Việt, và cả một số văn thi sĩ, họa sĩ. Họ đến với nhau vì có cùng mơ ước tha thiết, đó là tạo một bước đi mới trong việc sáng tác truyện dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng Việt Nam, khích lệ thế hệ trẻ tại hải ngoại lòng tự hào và niềm tin dành cho bản thân cũng như cho quê hương nguồn cội.